Dự án đường trục phía Nam khu Đại học Phú Hiến kéo dài đoạn từ đường bộ nối hai đường cao tốc đến DH72 do Ban Quản lý khu Đại học Phú Hiến làm chủ đầu tư qua địa bàn xã Thủ Sĩ, huyện Tiên Lữ phải giải phóng mặt bằng của 79 hộ dân, trong đó có 18 hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất thuộc khu dân cư nông thôn. Hiện nay, các hộ này đang mong muốn được sớm bồi thường, song quá trình này diễn ra khá lâu. Gia đình anh Đạt và anh Vượng ở thôn Nội Lăng, xã Thủ Sĩ, huyện Tiên Lữ có diện tích đất thổ cư nằm trong diện phải giải phóng mặt bằng để thi công đường trục phía Nam khu Đại học Phú Hiến kéo dài giáp với đường DH72. Trong đó, nhà anh Đạt phải di chuyển cả đất và nhà để chuyển sang khu tái định cư mới. Tuy nhiên, đã hơn 2 năm từ khi nhận được thông báo phải giải tỏa, anh vẫn chưa biết được chuyển đi đâu, nên vẫn sống trong thấp thỏm và chờ đợi. Đến thời điểm hiện tại bây giờ là vẫn chưa nhận được một thông báo cụ thể xem là tình hình giãn dân ở đâu và đền bù như thế nào. Còn chuẩn bị tư tưởng và tinh thần ra hòa nhập với cả các cái vị trí ở mới. Chứ còn bây giờ như thế này cứ vừa làm xong là vừa phải lo nghĩ xem là không biết là mình sẽ đi đâu về đâu. Làm sao giải tỏa nhanh để cho người dân còn ổn định công ăn việc làm và cũng tái định cư cho người dân để cho người dân người ta bảo là an cư mới làm nghiệp được. Bây giờ này cứ lúc nào không biết là ở đâu, cứ trực chờ này để giải tỏa thì cũng chả biết là đến bao giờ giải tỏa và bồi thường và giãn dân giãn cư ở chỗ nào để cho người dân ổn định cuộc sống. Lãnh đạo Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Tiên Lữ, đơn vị chịu trách nhiệm chính trong việc tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện cũng như tổ chức giải phóng mặt bằng cho biết, đất chuyên trồng lúa nước của 62 hộ gia đình với hơn 16.000 m2 cơ bản đã bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên, đất khu dân cư nông thôn của 18 hộ gia đình và cá nhân với gần 3.000 m2 cũng như diện tích đất do Ủy ban Nhân dân xã Thủ Sĩ quản lý là gần 4.000 m2 hiện đang hoàn thiện hồ sơ thu hồi đất theo quy định tại quyết định số 28 ngày 17 tháng 9 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên. Đối với đất ở thì vì là đối thu hồi đất nên phải bố trí tái định cư và Ban Đảo Phú Yên đã trình văn tỉnh bố trí tái định cư. Đến thời điểm này thì theo luật đất đai 2014 thì Ban Quản lý đã trình ban hành thông báo thu hồi đất lại và trình cơ quan có thẩm quyền xây dựng giá tái định cư và giá bồi thường hỗ trợ làm căn cứ lập phương án bồi thường hỗ trợ. Tình trạng người dân chờ quá lâu để được bồi thường, giải phóng mặt bằng đất ở cho các dự án giao thông, chúng tôi đã phản ánh nhiều lần. Tuy nhiên, vấn đề này vẫn đang tồn tại ở nhiều địa phương, kể cả một số dự án giao thông trọng điểm của tỉnh. Đề nghị chủ đầu tư dự án đường trục phía Nam, khu Đại học Phú Hiến kéo dài và các dự án khác sớm bố trí vị trí tái định cư, đồng thời phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã, đo đạc, kiểm đếm xong đất và tài sản trên đất theo quy định.